nó lớn làm sao năm năm về mệt quá làm sao bắt đầu em mới hỏi mà anh ăn gì không tôi mua cho anh ăn rồi nó không ăn gì đâu em mới lâm cơm cho có người ghé vô thì bỏ đây nó lấy hả có cái vỏ vỏ tiền năm đây nè vỏ sữa chanh cái vỏ tiền năm đây nè có chiếc xe nó đậu đây chiếc xe nó đậu ở đây đây em mới lên con em ngồi dậy gì thì nó ở đây là lấy cái vỏ tiền không bỏ chạy không rồi bắt đầu em nó thấy nó đi xe gì không biết đi xe gì không nó đậu đây cả tiếng hồ đi xe ông ta chạy xe chống chạy không năm mươi mấy tuổi nó không có khẩu trang gì hết á hỏi ông ăn cái gì dạ hỏi ông ăn cái gì thì nó mua giống ăn có mua cái hộp á, nó có mua cái hộp á. Vâng. Dạ. Rồi cô lại báo công an phường chưa? Dạ, lại báo mà công an ngủ hết rồi. Sao công an ngủ? Ừ, cái anh bảo vệ nó công an ngủ rồi. Công an trực 24 giờ mà ngủ gì? Dạ, ngủ chưa hết. Vâng. Dạ. Lúc lại báo công an phường có camera này nè. Dạ. Thấy không? Nó chuyện nó lấy cái bà ông anh vô tiền. Tiền hôm qua đến nay như là tiền như số rồi luôn là 17 triệu. 17 triệu hả? Ờ, ông bị có tặc quyền mà bị là bị đối tượng trộm lấy giờ cái vỏ tiền hết là 17 triệu đồng đó, tội ông chặt tạc quyền bị gì nè bà con thấy tội ghê không anh lại vâng 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 chú là đội ngồi mà cắp cắp đi không phải tội nói chung thấy ông tội và con mới thấy ông tội vô rất là tội ông bị tạc quyền mà hồi nãy là ba đã bao nhiêu phường mà lúc mấy giờ dạ lúc 12 giờ rưỡi mà bắt lúc mấy giờ chưa bị mắc lúc mấy giờ lúc đó khoảng 12 giờ đó anh vâng ông vừa nhà ở đâu cái đội Tân Nguyên vâng số đội ông xuống mấy số đội mấy có điện 0389 để tôi bấm vào 0389 230 rồi để có gì có điện ông bị giật cái số nha rồi chơi ở đây nè, nó kêu bà đồ chơi á anh, bà đi lại kia bán đi, đó, rồi bả ơi.
mình mà cũng liên á, nó mới giật á. Thấy không, tội nghiệp chưa? Hồi đó đâu có gì đâu, nay nóng quá trời, nó ốm quá trời, nó này bị nóng quá. Thấy bác sĩ, nè thấy bác sĩ nè. Không biết không có quà luôn, giờ đi đâu giờ quà không có nữa. Vậy sao? Bây giờ biết có hình ảnh mới làm được, không có hình ảnh đâu làm. Sao? Nhưng mà phải nè, bây giờ cái phải lại báo công an. Để chích camera, công an nó mới lấy được cái camera, hiểu? Giới thiệu lấy con camera. Đúng là bây giờ nhớ, 12 giờ không? 12 giờ anh. Có 12 giờ đâu lên. Chia lại. Nè, ông phát quyền con lấy bây giờ hình ảnh rồi bắt được à? Không có ra tay nha con, là cái làm không biết làm không đó. Chứ ông ở Tân Nguyên. Không, ông ở đâu mình không biết. Đó, có sao anh trình bày cho anh Hải nghe đi. Rồi bây giờ Tuấn rồi sao, nói rồi. Đó, trả luôn đi. Tuấn trao con hôm nay chứ. Vâng. Năm mấy tuổi vậy đó, cái khuôn mặt ảnh dài dài. Nó nói giọng miền Nam miền Bắc. Miền Nam. Ông không mà nó có vô đây có hỏi chú không? Có. Hỏi gì? Nói chuyện lâu lắm. Rồi ăn uống đồ này kia đồ. Rồi ông ăn gì tôi mua cho ông ăn. Rồi nó mua hộp đó còn. Kêu người ta mua với số giùm rồi. Nó ông ăn đó. Em đi ngang em mua nước rồi. Mè ổng rồi nó mè. Mè mè mè. Ngoài cái tiền bạc sao bỏ về giỏ bỏ đây sống cho người con cái giữ. Có mình ở sống mình ơn hả? Ông ở bệnh á rồi chị đưa đi. Là sao mà vỏ trách người ta mới treo vô đúng không anh Hải? Ừ. Ta treo vô mình ta đúng không? Bỏ điên rồi nó chụp nó chạy. Treo luôn rồi. Hộp bị giật ở bên ông Bồn bữa rồi. Ông Bồn anh bữa rồi đó anh. Cóc cái bà bệnh anh bữa rồi. Ba quá là tội nghiệp thiệt. Bữa đó thì có 5 6 triệu thôi, bữa nay quá nhiều. 17 triệu. Không còn tiền bệnh hoạn. 17 triệu hả? Ừ. Hai cỡ với số rồi chưa đưa tiền. Hai cỡ. Thấy tội nghiệp ghê. Bây giờ là nè, giờ tới rầm là mới giật dữ lắm. Một chút phải lại báo công an phường, công an phường lấy chích camera ra. Công an phường đây nè. Ờ. Vâng, tội nghiệp ghê, có gì tôi lưu lại rồi. Có gì tôi tìm được cái người đó thì tôi điện theo. Rồi rồi. Rồi rồi. Bởi chi nói ngân hàng á, nó có là bây giờ số hộp bỏ không, số hộp bỏ không. Đọc được không? 038 anh. 0389 230 222 bà con là thấy tội nghiệp chưa? Má bị giật cái bán số mà gì bị giật. Giờ giật rồi. Ngân hàng đó không mà làm đó mình quay ra đi tìm được thì bạc. Rồi rồi. Giờ ngoài ngân hàng hôm nay nói là đâu đâu tìm được. Phải chơi không có tiền thì vợ con là ông bán chứng từ qua người tất rồi. Ông mấy đứa con rồi? Hai đứa con hả? Đó, tội nghiệp ghê. Đó, bà con có gì bà con giúp cho ổng. Đó, tôi thì nói chung là có đồng nhiều cho ổng 500 nghìn, thấy không? Đó, cho 500 nghìn. Tại vì tôi giúp ổng này nhiều nên tôi ấy cho ổng luôn. Tại vì hôm nay tôi giúp mấy đứa Trung Quốc á, mấy đứa mà bị bán ở Trung Quốc rồi chỉ tiền cho nó, chỉ tiền là 40 triệu. Đó, nên bây giờ không còn tiền nữa. Bắt mà giấu mà anh còn bắt em đâu quá, không còn kiếm được. Bây giờ có camera thì tôi mới giúp được, thấy không? Giờ nó chỉ, nó quay được. 16 á, nhưng mà cái phải là bắt công an. Công an có hồng sơ ra cầu mới bắt được không? Mà sao có con mà nữ 17 triệu không đem ra cho nó về nó cắt cho dùng cho quê đó, con không có dưới quê không? Gỡ cho đúng nhà trọ em ở đây có mình thôi. Mà thì lúc nào cũng cái dây theo vô mình cho mình chứ. Nó hứa là anh giật sao chả không có để ông nằm gì nè rồi ông đâu có để ý đâu, ông nghĩ ai cũng tốt như vậy. Quá trời đó mà nó ác quá rồi. Lặng lẽ cho vàng bạc nó không có giật. Ông tạc quyền mà gì. Ông thường được ông bán số ông ưu treo cái dọn lên. Ờ, treo cái dân lên tính dai á. Ờ. Ốc một kè. Ốc một kè.
phải chọn tiêu đó, mà không tên tiêu cho ta thấy cho biết để vô phú lên làm, vô phú lên làm rồi đó, mà con thấy tội nghiệp ghê. Tôi dọn tiêu, tiêu mấy cái dọn lên cho họ rồi cho mấy em anh coi thấy anh giúp đó, anh làm gì mà đừng ghê đó, anh tiêu dọn vô này. Cái ông này thường tiêu dò là độc lão Bình Dương thường quay cho anh. Đó, độc lão Bình Dương thường người quay ổng đó, trong tiêu dò lại đi, tiêu dò lại cho mà, mọi người thấy thì biết ông thường mấy số này ông ta cho tiền, thấy không? Đó, thế thì có trong nhiều, thôi kia sĩ hết thôi. Có trong nhiều bà coi giúp giùm. Bây giờ anh ha. Ở đâu rồi? À, không, giúp ca con vợ, giúp mấy người đi công chia nè. Đâu giúp mấy người công chia đâu. Đó là tội nghiệp phải không? Đó. Thấy ông khóc quá trời, em nghĩ em nhớ tới anh thôi. Có ai đâu mà giúp rồi. Ông ta rồi đâu có ai. Đó. Giờ mà mọi người thấy không? Đặc quyền mà mày bị nó giật với số nè. Có nó giật giỏ tiền không? Mấy bữa nay chưa giỏ tiền với số nữa. Còn thiếu tiền số không? Đó, còn thiếu tiền số. Số. Còn ông họ tên gì? Bình Thanh Nhi. Sinh năm mấy? 1970. 1970, bây giờ ông mấy đứa con rồi? Hai đứa. Hai đứa con phải không? Con hai đứa con vừa gái tay hay sao? Hai đứa gái. Hai đứa gái vừa có chuyện gia đình hết chưa? Chưa, còn đi học. Còn đi học hả? Giờ ông mấy đứa con đi học phải không? Rồi. Giờ ông vợ đâu? Ở quê. Ở quê hả? Đó bà con thấy không? Đó là tội nghiệp. Ủa câu là sao với ổng? Dạ, mấy bữa chị kia chị chở đi á. Rồi sao nữa? Chị đi về quê rồi nhờ em chở. Nhờ chở hả? Dạ. Đó bà con theo. Rất là đau. Đó bị giật đời với số rồi bà con theo. Đó, bà con theo. Rất là đau khổ ra ta chịu. Có tắt mình gì. Rồi đó bà con mai giúp đỡ giúp giùm cho ổng nghe bà con. Có giúp đỡ ông 17 triệu mà giờ chưa trả tiền với số nữa. Bà con chưa giúp giùm rất là đau thì bà con có giúp giùm nè coi đó bà con tôi cần thương rồi thì giúp giùm một cái bánh đời này có chú ngoại cho được 500 ngàn cô bán vé số cho được 50 ngàn mong cô bác cộng đồng mạng có coi quy chiếu em sinh Nguyễn Hải của anh Hải hiệp sĩ ảnh lại giúp đỡ mong cô bác có cô quy giáo này like nhiều nhiều cho có thương tình em mất tiền 17 triệu rồi cho em tỉnh em gom góp lại trả tiền với số cho thầu với số để thành tập biết ơn nhiều bà con quét nè quay cái dọn sao rồi em quay sao nè cái dọn nè rồi quay xét được cảnh cảnh rồi mọi người biết là ông bị có thật mà thù giấy đó tặc quyền mà gì mà bị nó ép bỏ ép ôn ôn kêu đó con quay giác cái vòng dấu vòng là bị dùng luôn đi lốt nè muốn rút kinh nghiệm đeo cái vỏ lên người nghe không có để hoài nghe rút cái vỏ lên hoài đó thấy không đầu năm còn tháng rồi đó đó biết nó thấy nó lừa nó cho ông ăn cái gì có sao ông ăn nhiều mà lấy đồ ăn nó một hộp cơm hả hộp xôi thì cơm đó đó cho thấy bún đó là con thấy không bà con thấy là tội nghiệp chưa bà con có thấy thấy là tội ghê tác quyền mà tội nó còn lấy ha lấy tội này tội bảo chưa tội ghê là tội xấu tội ghê rất là đau thiệt có gì giúp giọng nè mấy ngày giờ tết chứ là nó canh chợ búa với mấy ông với xấu ta đã gì mà cùng lấy đó bà còn heo anh
nhờ chú Hải lên cho săn lùng giùm mà giờ giờ đi được ra không ra. Báo quyền có camera mới mới bắt được, có hình ảnh mới bắt được. Nhờ chú thì lên giúp giùm. Là một chút coi em lại báo công an. Có camera ngân hàng nè. Đây tội nghiệp được. Quá đau. Mấy ngày chụp mấy ngày Tết mà bị nó lấy không? Cầm theo đỏ theo chi nhiều nhiều tiền. Để đâu được. Không có mình đóng mà. Không mình anh đâu có để đâu được. Mấy lần giờ này cũng về rồi mà. Vậy hết mấy triệu, bị nó trộm. Mẹ la đó bà đứng đó bà đâu có nghe đâu. Không nghe. Rồi nó nghe. Nghe. La nhỏ thì không có hơi đâu mà la như em cỡ em nó đéo phổi nữa. Dạ, ông bị phổi thì ông la héo héo thôi ai nghe. Đau chưa? Thế chứ bà con có cái gì điều gì bà con cứ điện hộ giúp cho ổng nha bà con. Hiện giờ là ổng không có tiền mà trả tiền vé số cho ở chủ thầu đó. Đó có gì bà con liên hệ với tôi sẽ giúp ổng qua cái bệnh nạn này nha. Rồi cảm ơn bà con có gì điện hộ cho bà Tiểu Minh Hải qua số hội 0913785858. Cảm ơn bà con. Cảm ơn. Rồi để tôi giúp cho. Tội nghiệp thì là tội nghiệp. Bây giờ chị có lời nói đi, chị là người đi đường chị gặp về sao? Dạ em cũng là người đi đường vậy đó, người ta giật gì đó cái ổng khóc á, ổng là tới để mà giúp đỡ để mà lấy lại số tiền cho ổng để trả qua đại lý chứ. Bây giờ chị thành thật biết ơn, cảm ơn đội hiệp sĩ mấy anh hả. Rồi dạ. Còn bây giờ chú có đôi lời nói đi, cái lớn lên. Em bán số ở đây bị bệnh quá đi, bữa nay bị trực đó. Trực mấy ngày nay được có 17 triệu, chưa có trả tiền cho thầu với số. Bây giờ em bị trực hết rồi, có nhờ cái cô này với điện cho chú Hải lên để hỗ trợ giúp đỡ, để lấy lại số tiền. Nhưng mà giờ chưa có lấy được, mong cô bác cộng đồng đóng xuân vui vẻ năm mới. Dồi dào sức khỏe làm ăn phát đạt, thương tình cho em tật nguyền, giúp cho em có số vốn để em trả lại cho đại lý với số, tại hai cử với số tới mười mấy triệu, cái em dành dụm dư được mấy triệu nữa là 17 triệu. Bây giờ em thành thật biết ơn của cô bác cộng đồng mạng và chú Hải giúp đỡ cho em rất nhiều, em biết ơn. Rồi, cảm ơn chú. Rồi chú. Rồi bây giờ chị làm ơn chị đến công an phường trình báo cho tôi để chiếc camera là tôi giúp cho có hình mặt đối tượng là tôi sẽ giúp bắt lại được ha. Rồi năm mới chúc anh Hải với đội hiệp sĩ anh Hải là một năm mới nhiều sức khỏe, an khang thịnh vượng. Dạ, và tiếp tục làm nhiều điều tốt cho bà con cô bác trong xã hội. Cảm ơn mọi người, cảm ơn hãy chia sẻ rồi.